Sopoka đồng hành cùng Nhi Nhi Creepy. Ổ cắm 10i cần 10 thiết bị, sale choáng váng lên đến 50%, giảm thêm 20% dành riêng cho viewer của Nhi Nhi Creepy. Nhận voucher dưới comment ngay. Sopoka thật đáng đồng tiền. Những bức ảnh rùng rợn này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok thì nó đã thu về hơn 50 triệu lượt xem. Đây là những bức hình được chụp lại bởi một nhà thám hiểm người Nhật Bản có tên là Saho. Ông ta đã vô tình tìm thấy nó trong một hang động bị bỏ hoang. Cho những ai chưa biết thì đây là cánh cổng Torii, thường được dựng ở lối vào của các đền thờ. Nó là biểu tượng về sự ngăn cách giữa thế giới của chúng ta với thế giới tâm linh và thần thánh. Ngoài ra thì cánh cổng Torii cũng là một đặc điểm nổi bật của Nhật Bản. Theo ước tính thì có khoảng 90.000 cánh cổng Torii được xây dựng trên khắp Nhật Bản và dấu vết về sự tồn tại của nó cũng đã hơn 1.000 năm. Người ta có thể xây dựng nó ở những nơi linh thiêng chứ không nhất thiết là phải ở đền chùa, có thể là ở trong rừng, bên cạnh hồ hay thậm chí là những nơi mà người thường không thể đến được. Quay trở lại chiếc cổng Torii trong hang động bị bỏ hoang thì cộng đồng mạng đã suy đoán rất nhiều về việc tại sao nó lại nằm ở đó, vì rõ ràng nó là một nơi u ám, bẩn thỉu và ướt nhẹp. Họ thậm chí còn cho rằng đó có thể là một nơi trú ngụ của một vị thần tà ác. Nhưng câu trả lời thực sự thì thuyết phục hơn rất nhiều. Trên thực tế thì hang động này nằm ở thành phố Kani của tỉnh Gifu. Bên trong nó đã từng tồn tại một ngôi đền thờ có tên là như thế này đây. Hang động tối tăm này nối liền với những hang động có liên quan đã từng là nơi để tổ chức những lễ hội mùa hè. Theo ghi chép lại thì những hoạt động này có thể đã bắt đầu từ Thế chiến thứ 2 là khoảng năm 1940. Nhưng đáng buồn là chỉ vài năm sau khi lễ hội mùa hè cuối cùng được tổ chức thì ngôi đền này, hay còn gọi cách khác là cả hang động này, đã bị ngập lụt bởi những trận mưa lớn. Vậy nên từ đó cho đến nay thì nó đã bị bỏ hoang. Ngoài cánh cổng Torii thì một vài đồ trang trí tàn dư cũ kỹ cũng đã được nhà thám hiểm Saho tìm thấy. Ví dụ như những chiếc đèn lồng vẫn còn được treo lơ lửng và cả chiếc xe tải đã rỉ sét và hư hỏng hoàn toàn này nữa. Nói tóm lại thì đó chính là lời giải thích cho chiếc video hơn 50 triệu lượt xem về cánh cổng Torii bị bỏ hoang trong hang động tối. Mặc dù trông nó cũng khá giống một cánh cổng có thể dẫn đến một nơi hắc ám đen tối, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận được rằng nó đã từng là nơi để tổ chức những lễ hội nhiều màu sắc và được mọi người vô cùng yêu thích. Chỉ là sau đó nó đã gặp một số phận không may và bị lãng quên bởi cả thế giới. Một vài tháng trước thì trên TikTok có nổi ầm ầm một ngôi làng ma ám của Nhật Bản. Nhiều bạn đã gắn tên mình vào đó và muốn mình giải thích thêm về nó. Mặc dù hơi muộn, nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sự thật về ngôi làng ma ám Inunaki. Để tiến vào làng thì các bạn bắt buộc phải đi qua một con đường hầm thiếu ánh sáng, không gian ngột ngạt, bóng tối rùng rợn và thỉnh thoảng là những âm thanh kỳ lạ phát ra từ những nơi tối tăm không rõ hình thù. Và dĩ nhiên con đường hầm này thì cũng đã bị bỏ hoang. Nó thường xuyên được nhắc tới trong những câu chuyện ma ám nổi tiếng và nằm ẩn mình trong vùng núi Inunaki ở thị trấn Miyawaka, tỉnh Fukuoka. Mình đã gọi nó là con đường hầm cùng tên vì nó có cùng tên với ngôi làng là Inunaki. Inunaki tạm được dịch là chó hú. Cái tên này thì cũng được lý giải bằng một câu chuyện về một người đàn ông đã ra tay giết chết chú chó của mình chỉ vì nó không ngừng sủa. Ngay sau đó thì ông ta cùng cả gia đình của ông ta cũng đã bị sát hại rất dã man. Hóa ra chú chó đã liên tục sủa để cảnh báo chủ nhân của mình về mối nguy hiểm sắp đến gần. Nhưng đáng tiếc là ông ta đã không hề hay biết, thế nên đã dẫn đến một hậu quả đau lòng. Còn về ngôi làng ma ám Inunaki thì lại là một câu chuyện khác nữa. Người ta kể rằng vào khoảng đầu thập niên 70 thì có một cặp đôi trẻ đã lái xe lên sườn núi Inunaki. Họ dự định sẽ đến Hisayama, một thị trấn nằm ở phía bên kia của ngọn núi. Muốn như vậy thì họ bắt buộc phải đi qua đường hầm Inunaki. Thế nhưng khi chỉ mới đến cửa của đường hầm thì chiếc ô tô của họ đột nhiên chết máy. Chờ mãi mà vẫn không có chiếc xe nào đi qua, thế nên cặp đôi đành phải xuống xe, đi bộ xuyên qua đường hầm vào rừng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đi được một đoạn thì họ bắt gặp một tấm bảng viết tay treo lủng lẳng trên nhánh cây. Nó có viết là hiến pháp Nhật không còn hiệu lực khi bạn vượt qua điểm này. Tức là nếu như cặp đôi bỏ qua biển cảnh báo và đi tiếp, thì nếu như có bất cứ điều gì xảy ra với họ, thì luật pháp Nhật Bản cũng chẳng thể làm gì thêm nữa. Cặp đôi đã chọn cách đi tiếp. Càng đi thì con đường càng trở nên hẹp hơn vì cây cối tùm đã vươn ra chắn hết lối đi. Nhưng may mắn thay, ở cuối con đường thì họ đã nhìn thấy một ngôi làng. Chắc hẳn đó chẳng phải là một điều may mắn gì vì không khí ở đây vô cùng đáng sợ, nó lạnh lẽo và u ám. Người bạn trai nghĩ rằng đó có thể là một ngôi làng bị bỏ hoang vì tất cả những ngôi nhà đều tối tăm và đổ nát.
họ chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ người dân nào hay thậm chí là cả động vật nuôi nữa. Vì cảm thấy sợ hãi nên người bạn gái đã kéo tay người yêu mình và nói rằng họ nên quay trở lại xe. Nhưng đúng lúc đó thì có một tiếng nói phát ra từ phía ngôi nhà, đó là giọng nói của một người đàn ông. Ông ta đã hét lớn rằng: "Chào mừng các bạn đến với ngôi làng Inunaki." Ban đầu thì ông ta đứng cách cặp đôi chừng 30 mét, thế nhưng ông ta chỉ cần bước vài bước là đã có thể tiến đến sát họ. Khi đã đứng ngay trước mặt họ thì ông ta tiếp tục cất lời: "Chúng tôi rất yêu mến những du khách đến đây, nhưng chúng tôi không thích họ rời đi." Và ngay sau đó thì người đàn ông đã ra tay với cặp đôi. Trong giây phút trước khi bị giết thì người bạn gái đã nhìn thấy phía sau ngôi nhà nhỏ lụp sụp là rất nhiều xác người đang phân hủy. Hóa ra là người đàn ông đó đã hóa điên và đã giết chết toàn bộ dân làng. Từ đó trở về sau, chẳng còn ai nghe thấy tin tức gì về họ nữa. Và chiếc ô tô của họ vẫn đứng im lìm trước lối vào đường hầm, hoen dỉ và thủng lốp. Đó là những truyền thuyết đô thị về Inunaki mà người ta thường truyền tai nhau. Vậy thì Inunaki có thực sự bị ma ám hay không? Quả thực thì chẳng ai có thể cam đoan được điều đó, chỉ biết rằng có một vụ án đã thực sự xảy ra ở đường hầm này. Đường hầm Inunaki cũ được hoàn thành vào năm 1945, nhưng nó chỉ được đưa vào sử dụng khoảng 26 năm. Đến năm 1975 thì một đường hầm mới được dựng nên, nó to hơn và thoáng mát hơn. Vậy nên đường hầm Inunaki cũ gần như bị bỏ hoang, nó dần trở thành một lối đi nguy hiểm vì không còn được bảo trì thường xuyên nữa. Và để bảo vệ người dân thì chính phủ Nhật Bản đã lấy những tảng đá lớn lấp kín cổng vào ở cả hai đầu đường hầm. Nhưng một trong những lý do khiến đường hầm này bị niêm phong vĩnh viễn là do nó đã từng là hiện trường của một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra vào ngày 6 tháng 12 năm 1988. Một người công nhân nhà máy có tên là Koichi đã bị một nhóm thanh niên tấn công trong đường hầm nhằm cướp xe. Trước sự phản kháng của nạn nhân thì nhóm thanh niên này đã ra tay với anh ta. Thi thể cháy đen của Koichi trong đường hầm được phát hiện ra vào trưa ngày hôm sau. Những kẻ thủ ác cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó và bị kết án tù chung thân vào năm 1991. Đường hầm Inunaki ma ám có thật là thế, thế nhưng ngôi làng Inunaki nổi tiếng thì lại không. Thực tế thì đã từng có một ngôi làng mang tên Inunaki tồn tại vào thời kỳ Edo. Thế nhưng ngôi làng đó lại chẳng có liên quan gì đến ngôi làng Inunaki trong những câu chuyện truyền thuyết đô thị mà mọi người thường dỉ tai nhau. Nói tóm lại thì chỉ có mỗi đường hầm Inunaki là có thật, còn ngôi làng ma ám hay thậm chí là câu chuyện về cặp đôi kia cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể là tin đồn về ngôi làng bắt đầu được lan truyền kể từ một bức thư nặc danh được gửi đến kênh truyền hình Nippon TV của Nhật Bản vào năm 1999. Trong bức thư thì người viết có đề cập đến một con đường nhỏ nằm bên cạnh đường hầm Inunaki cũ. Bức thư cũng đã kể đến tấm biển với dòng chữ "Hiến pháp Nhật Bản không còn có hiệu lực khi bạn vượt qua điểm này" và cả câu chuyện về cặp đôi bị sát hại bởi người đàn ông điên loạn nữa. Nếu như các bạn đang cảm thấy ngôi làng này quen quen thì đúng, nó đã từng được đưa vào phim vào năm 2019. Nó là một bộ phim kinh dị của Nhật Bản có tên là Ngôi làng tử khí. Mình chưa có dịp để xem bộ phim này nhưng trailer phim có vẻ như là khá máu me và chết chóc đấy. Nếu như ai đã từng xem bộ phim này rồi thì hãy để lại tóm tắt bộ phim dưới mục bình luận để mọi người cùng đọc nhé. Chắc trong số chúng ta ít hoặc nhiều người cũng biết hay đã từng nghe qua hoặc thậm chí là đã từng nghiên cứu qua về một khu rừng ở Nhật Bản. Vì cái khu rừng này nó quá là nổi tiếng luôn. Đó là rừng Akigahara, hay nhiều người còn gọi nó với một cái tên thân mật, đó là khu rừng. Theo Wikipedia thì khu rừng này có diện tích lên đến 30 m² và nằm ở phía tây bắc của núi Phú Sĩ trên hòn đảo Honshu của Nhật Bản. Khu rừng này từ lâu đã trở thành một điểm đến lý tưởng của khách du lịch, nhất là đối với những người ưa khám phá mạo hiểm. Vì bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ của nó thì Akigahara cũng là một nơi lý tưởng để. Và từ đó cái tên khu rừng tự sát cũng ra đời. Cùng như tìm hiểu một vài lý do tại sao nhiều người lại chọn khu rừng này là điểm dừng chân cuối cùng nhé. Thứ nhất là phần lớn mọi người đều bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm linh. Theo như mình đọc được thì người Nhật có một tôn giáo, đấy là thần đạo. Vì thế nên người Nhật luôn mang một tấm lòng tôn kính sâu sắc đối với thiên nhiên. Và người ta cho rằng thiên nhiên là nơi sinh sống của các vị thần. Hơn thế nữa, khu rừng Akigahara được tương truyền lại rằng nó là một cánh cổng dẫn đến thiên đường. Thứ hai, việc tự sát ở khu rừng này cũng đã được ủng hộ qua các tác phẩm văn học. Điển hình là một cuốn tiểu thuyết có tên là Tháp Sóng, được xuất bản vào năm 1960, nói về một cặp đôi yêu nhau đã kết liễu cuộc đời mình tại khu rừng này. Hay là tác giả Wataru Tsurumi cũng đã mô tả Akigahara là một nơi hoàn hảo để. Không những thế, ông ấy còn ra một cuốn cẩm nang hoàn chỉnh về việc. Trong cuốn sách đó thì cung cấp đầy đủ các phương pháp khác nhau. Sau những tác phẩm như thế, một làn sóng về việc tự tử đã nổ ra ở trong rừng Akigahara. Thậm chí nhiều người còn lặn lội đường xa đến đây chỉ để kết liễu cuộc đời mình. Theo một số thống kê thì mỗi năm Nhật Bản ghi nhận khoảng hơn 105 vụ tự tử diễn ra trong khu rừng này. Và hiện nay chính phủ Nhật Bản cũng đang hạn chế cung cấp con số thực cho báo chí vì Akigahara đã đứng thứ 2 trên thế giới về số vụ. Con số này chỉ đứng sau cầu Cổng Vàng ở San Francisco, Mỹ. Nếu có dịp hoặc là có gan để tham quan nơi này
thì các bạn sẽ thấy vô số những dây thừng và ruy băng như thế này được cột vào thân cây. Chúng được gọi với cái tên mỹ miều là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vì những người đến đây, họ sẽ sử dụng chúng để đánh dấu đường đi. Nếu như họ nghĩ lại về quyết định đó thì họ còn biết đường mà trở ra. Vì chỉ cần đi sâu vào trong khu rừng này tầm 2 km thì bạn sẽ hoàn toàn như là lạc vào một thế giới khác vậy. Một thế giới chỉ có sự âm u và lạnh lẽo mà thôi.